Rồi, chào anh em ha. Hôm nay em lên cho anh em một con G410 anh em. Máy thì cực kỳ đẹp ha. Đây, lam nó đây, thắng xích đầy đủ hết ha. Cực kỳ đẹp anh em. Cái lam nó là anh em. Lam là tinh lam trượt ha. Để chữ W là còn nguyên luôn, có tăng nhiệt ha. Cái lam này như chưa xài luôn anh em. Lam này giờ anh em mà bán cái lam không có chịu ạc anh em. Không phải là ít đâu ha. Quá đẹp, cái lam là như chưa xài luôn. Còn chữ W nguyên, cái đầu lo tinh còn nguyên ha. Rồi, tới phần cái máy nha nè. Máy còn rất là đỏ ao luôn nè. Đây, G410 AV ha. Trung trôn là ghim theo máy hết ha. Đồng tiền ghim theo máy luôn nè. Mặt tiền rất là đẹp luôn. Con này là Nhật Bản về ha. Em chỉ mới gửi dầu thôi anh em. Không thứ sử dụng quá chắc anh em. Mình gửi dầu nên còn nhiều điểm nó hơi dơ ha. Máy này siêu đẹp à. Cái lam này anh biết cái máy nó đẹp như thế nào ha. Có nó bị dính gì đây anh em. Cũng như là rất là đẹp ha. Để mở bên trong cho anh em ha. Xem luôn. Đây lực gió nó đây anh em. Gin theo máy nha, lực gió gin ha. Tất cả đều gin theo máy anh em. Mình sang chế van bô gin theo máy còn trắng phiếu ở trong mà nó quay khó anh em, nhưng mà thật sự còn rất là trắng phiếu luôn. Rất đẹp luôn, chưa có mở luôn em về, con này là đổ xăng vậy luôn, anh em cũng chưa có kiểm tra nó là mở ra vệ sinh mình xăng nữa. Nhưng mà tất cả thì em bao anh em ghi 100% ha. Anh em cần gồng G410 thì liên hệ em. Con này ghi 100%, ghi từ con ốc cho anh em luôn. Về anh em chỉ việc là đổ xăng là vô việc khai thác thôi ha. G410 thì anh em biết cái độ bền nó như thế nào ha. Rất là bền, chạy rất là tiết kiệm xăng luôn. Rồi, anh em thấy cái lam là anh em biết rồi ha. Tại vì thấy cái lam này quá đẹp anh em, nên về em tháo cái lam ra em để riêng ngoài ha. Em cũng mới tháo, em chưa có lắp cho con máy luôn. Cái đầu máy thì em chưa chạy luôn anh em. Rồi em nổ thử em máy này ha. Anh em nghe tiếng máy ha. Anh em nghe hơi nè. Em kéo là anh em nghe hơi nghe anh em. Chắc là căng luôn. Riêng theo máy ha anh em. Hơi là cực kỳ tốt luôn. Điều xăng là nhích cái là nổ anh em. Rồi, anh em nào cần liên hệ em ha.